Trung Hoa, quốc gia nổi tiếng với nhiều triều đại lịch sử. Bên cạnh đó là hàng loạt những câu chuyện hâm cung bí sử nổi tiếng. Các vị hoàng đế Trung Hoa sở hữu một hậu cung với lượng cung tần mỹ nữ không hề đếm xuể. Do đó, cuộc sống và bí quyết phòng the của các hoàng đế qua nhiều thời đại là một ẩn số rất được quan tâm. Như đã giới thiệu ở trên, có nhiều tác phẩm kinh điển của Trung Hoa nói về nghệ thuật phòng the đã được lưu truyền hàng nghìn năm. Một trong số đó là tác phẩm Tố Nữ Kinh. Tương truyền, Tố Nữ là một cung nữ cực kỳ xinh đẹp và hiểu thông về chuyện ân ái. Nàng ở trong cung của hoàng đế để đưa ra những lời khuyên giúp ngài có được cuộc sống tình dục viên mãn và duy trì sức khỏe sinh lý đến về già. Nói đến tác phẩm Tố Nữ Kinh bao gồm 25 chương. Nội dung cuốn sách nói đến mọi mặt của nghệ thuật tình dục phương Đông, bao gồm nguyên lý âm dương ngũ hành trong giao hợp, hướng dẫn cách quan hệ và các tư thế giao hợp, sử dụng thảo dược tự nhiên để tăng cường sinh lý, cách kiểm soát và điều khiển năng lượng tình dục. Sau khi xem qua các nội dung của các chương thì em tâm đắc nhất là chương 10 với nội dung là nhận biết khi nữ giới đạt khoái cảm. Như vậy vấn đề đặt ra là làm sao để nhận biết được khi nào nữ giới đạt khoái cảm, thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu qua các nội dung sau đây. Cách nhận biết khi nữ giới đạt khoái cảm. Đáp lại câu hỏi của hoàng đế: sao mà biết được lúc nào nữ nhân ham muốn, lúc nào nữ nhân khoái cảm? Tố Nữ nói: có thể xác định tình cảm của nữ nhân qua những nhận xét sau đây mà ta có thể mệnh danh là ngũ chứng, ngũ dục và thập động. Về ngũ chứng gồm có 5 biểu hiện. Thứ nhất, nếu thấy gò má nữ nhân ửng hồng thì nam nhân có thể sẵn sàng tư thế để đột nhập vào xương cung. Thứ hai, nếu thấy đầu nhũ hoa căng cứng, dưới mũi xăm xắp mồ hôi thì nam nhân có thể bắt tay vào việc. Thứ ba, nếu thấy nữ nhân môi xe, miệng khô, miệng nuốt nước bọt thì nam nhân hãy hoạt động mạnh bên ngoài cửa xương cung. Thứ tư, nếu thấy nữ nhân âm đạo trơn hoạt, nam nhân có thể đưa dương cụ vào thẳng cung. Thứ năm, nếu thấy nữ nhân xương thủy tràn ra cả cửa cung, nam nhân hãy thu binh, thu chiến. Về ngũ dục, gồm 5 dấu hiệu. Thứ nhất, người nữ lúc được nam nhân ôm trong lòng tay, thần thái tỏ ra mê mẩn, đờ đẫn. Thứ hai, lúc âm hộ được mang mó, hai lỗ mũi nở rộng, cùng lúc mồm miệng he hé ra, hơi thở hỗn hển, dồn dập. Thứ ba, lúc âm dịch tiết ra, rùng mình muốn ôm chầm lấy nam nhân. Thứ tư, lúc đạt khoái cảm cao độ, mồ hôi ra đẫm lưng. Thứ năm, lúc ấy sướng khoái nhất như được đằng văn giá vũ, thân thể nằm ưỡn ra để hưởng thụ khoái cảm. Về thập động, gồm có 10 biểu hiện sau đây. Thứ nhất, hai tay ôm lấy thắt lưng người nam, âm hộ muốn được chà sát là lúc hứng tình đang lên. Thứ hai, dạng đùi, duỗi chân là nóng lòng chờ đợi nam nhân nhập cuộc. Thứ ba, bụng hơi tức, cong lưỡng, cong lưng, ưỡn mông là mong mỏi người nam xả tinh. Thứ tư, mông lắc, đấy là giai đoạn tràn đầy khoái cảm. Thứ năm, hai chân co quắp lên lấy người nam là muốn cây linh chi của người nam tiến sâu hơn vào lòng của mình. Thứ sáu, hai chân khép lại là muốn giữ cho âm dịch của chàng và của mình đừng vỡ tiết ra để kéo dài thời gian xuân tình. Thứ bảy, hoàng hoại xoay tả, xoay hữu là muốn người nam tiến sâu vào hai bên thành của âm hộ thay vì là tiến sâu vào trong cung cấm. Thứ tám, cong lưng, ưỡn mông cùng nhịp với người nam là đang lên đường tuyệt đỉnh vu sơn. Thứ chín, duỗi chân tay thủ sướng là đã đạt được khoái cảm tuyệt vời. Và cuối cùng thứ 10, âm thủy tràn ra ngoài âm thần là hoàn tất cao trào khoái cảm. Ngũ chứng, ngũ dục và thập động nêu trên là những kinh nghiệm chất lượng độ khoái cảm của nữ nhân. Nam nhân cần có những kinh nghiệm này để hiểu nữ nhân, hầu tiến thoái đúng quy luật, khiến cho cả hai có thể cùng một điệu, tránh khỏi sự xung khắc có thể xảy ra do nhanh chậm trong một phút giây quan trọng. Hiện tại trong cuộc sống vợ chồng, vì hoàn cảnh sinh sống, áp lực công việc, vì lễ giáo, ràng buộc, cho nên ít khi được loan phụng hòa minh, dẫn đến những chứng bệnh thuộc về tình dục và những sự chán nản, ung thối của tình cảm gia đình. Cuối cùng, hy vọng tất cả các cặp vợ chồng sau khi đã nghe được những nội dung mình chia sẻ sẽ có được một cuộc sống gia đình thật là viên mãn và hạnh phúc. Ngoài ra, mình xin chia sẻ với các bạn một địa chỉ học tập rất là thú vị, đó là kênh YouTube của bác sĩ Trần Văn Nguyên. Các bạn hãy lên
subscribe để xem thêm nhiều cái nội dung hấp dẫn trên đó. Chào và hẹn gặp lại các bạn.